Dạ chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Lisbon. Thì hôm nay rất là may mắn nha mọi người. Thì chốt đơn được em Sachia 207 xương lóc zin hàng tồn kho này nha mọi người. Thì sẵn tiện em sẽ quay lại cho mọi người coi cái chiếc xe luôn ha. Thì xương lóc zin theo xe thì anh chị coi nè. Má sườn rồi bên lóc nồi cực kỳ đẹp luôn mọi người. Từng chi tiết luôn. Đó. Và cái số khung là chỉ chân chim 85 đầu nha mọi người. Đó, chỉ chân chim cực kỳ đẹp luôn mọi người. Xe này thì mọi người cũng đã coi á, nếu mọi người coi thì mọi người cũng đã biết rồi. Tất cả những đồ theo xe này đều là hàng tồn theo xe hết mọi người. Hàng tồn hết ha. Tuy nó có hơi mắc một tí xíu nhưng mà nó đúng với cái chất lượng của xe. Đó, biển số 59D2-99830. Và sẵn tiện đây thì em còn có con Sibo 110 này luôn, Sibo 102 nha mọi người. Anh chị em nào mà có mê thì alo cho em nha. Đấy, đẹp từng chi tiết luôn, sườn lốc zin hàng tồn theo xe, nhập về vào từng món đồ luôn nha mọi người. Rất là hiếm em Sachia này nha. Thì cũng cảm ơn anh trai rất là nhiều vì đã tin tưởng cửa hàng của Lisbon. Cảm ơn anh đã luôn theo dõi và ủng hộ cửa hàng Lisbon nha. Rồi, còn bây giờ thì giao xe cho anh em về với mọi người. 59D2-99830 Sachia 207 về với chuyện mới rồi mọi người. Đó, và em còn em Sibon 2000 này thì anh em nào quan tâm thì phải liên hệ cho em nha. Mình cũng là rất là may mắn luôn thì trong ngày đó chốt đơn được một em 109 xe của mình cho em luôn mọi người. Đây là quá trình của mình giao xe tận nhà cho anh trai của mọi người. Thì anh chị em nào mà mua xe ở Lisbon trong quán kính là 50 km thì em sẽ đi giao hết luôn nha, đó miễn phí nhé mọi người. Đây thì đã anh trai đã nhận xe rồi. Chiếc xe 109 màu đỏ đô đi với mâm đen phụt đen cực kỳ cứng luôn mọi người. Thì xe này còn có cặp kiến zin đó, thành ra là tặng cho anh trai luôn, là full bộ luôn nhé mọi người. Đó, kiến zin hai khóa zin, nói chung là xe này là cực kỳ xuất sắc rồi, không cần gì để bàn rồi. Thì sẽ quay lại cho anh chị xem một lần nữa ha, từ dàn áo, mâm phụt, giá đèn, đèn xi nhan từ trước ra sau đều rất là hoàn hảo hết rồi mọi người. Đó, chân phụt phụt theo xe luôn, gấp rồi bên ốc bơm xăng, ốc co xăng, rồi ốc bên mâm lửa nữa, rất là đẹp luôn. Đó, xe này em cũng đã có quay cho mọi người rồi nè, mọi người có thể xem lại từng cái chi tiết đó nha mọi người, rất là kỹ. Số máy là 1099, là cuối đời luôn, là đã qua đời 22 luôn rồi nhé mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.